Những năm gần đây, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường đã được các cấp hội phụ nữ xã Long Phú chú trọng triển khai thực hiện. Thông qua nhiều hình thức tiết kiệm khác nhau, chị em phụ nữ ở Long Phú đã phát huy tinh thần tương thân tương ái để hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng để giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng hàng năm hội liên hiệp phụ nữ xã long phú đã chỉ đạo các cơ sở hội tiến hành ra soát hộ gia đình hội viên nghèo hộ nghèo do phụ nữ làm chủ xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng việc làm cụ thể thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ như cho vay vốn giúp ngày công lao động cây con giống cùng với đó, hội còn đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ tích cực tham gia thực hiện các đề án phát triển kinh tế của địa phương. Tiêu biểu mô hình phát triển kinh tế của chị Vi thị Thế ở bản ngày xã Lâm Phú đã khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, đầu tư cho tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Với tính cách niềm nở, ân cần, quán tạp hóa của chị ngày càng đông khách, thu nhập theo đó cũng tăng lên. Chị bàn với chồng mở rộng quy mô kinh doanh với nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, xăng, nước sẻ khát, vân vân. Cùng với cửa hàng tạp hóa, gia đình chị đã đầu tư thêm chăn nuôi lợn, gà với thu nhập từ 130 đến 150 triệu đồng một năm. Khác với gia đình chị Thế, gia đình chị Hà Thị Phận ở bản Cháo Pi, xã Lâm Phú đã chuyển đổi trên 3 sào đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, giúp ổn định kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững. Trước đây, gia đình chị Phận thuộc diện hộ khó khăn của xã do ít đất sản xuất, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào canh tác lúa và rừng, lại phải chăm lo cho các con ăn học nhưng với tinh thần không đầu hàng trước khó khăn chị phận chủ động tham gia các khóa học tổng huấn kỹ thuật về trồng rau ở xã và chuyển từ đất trồng lúa sang rau màu hiện tại vườn rau nhà chị phận đang có kết quả ngoài mong đợi trong thời gian tới để phong trào thực sự đi vào đời sống và đạt hiệu quả cao hội liên hiệp phụ nữ xã lâm phú sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các tri hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào phát triển kinh tế gia đình góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của xã nhà